thắm tình. Biển quê tôi cạn trắng trái bờ em, giang tay vui đùa bơi giữa con sông ôm. Biển xanh liên hoa đoàn thuyền về đây cá tôm. Bỗng đầu nghe đau thương đến không ngờ, chiều nay ai ơi nghe tình xác cá khắp bờ. Nổi trôi theo con sóng cuốn vào đây, hoang mang muôn ngàn câu hỏi ai có hay. Bữa cơm quê nghèo rơi lệ nhìn trắng đôi tay. Ai, ai gây nên niềm đau ấy, ai gieo vào lòng biển cái chết hôm nay. Biển là bạn giờ thành mối hiểm nguy, vì ai hãy nói đi. Ôi, ai xây nên nhiều nhà máy, nhưng môi trường hủy hoại thì đâu nghĩa chi. Cháu còn bao đời sau, về đâu cuộc đời con có bao lâu. Trả cho tôi đây con sóng chan hòa, miền Trung đơn sơ nhưng êm ấm những mái nhà. Trả cho tôi cạn trắng xóa bàn chân, xa khơi con thuyền mang về đầy khoang cá tôm. Biển xanh êm đềm cùng chào đón giữa mênh mông. Những ngư dân làm nghề lặn biển ở thôn Ba Đồng, phường Kỳ Phương, tỉnh Hà Tĩnh là những người trực tiếp chứng kiến ống xả thải khổng lồ dưới đáy biển của tập đoàn Formosa. Đoạn ống xả thải chạy ngầm dưới biển dài khoảng 1.400 m, đường kính ống dẫn chính khoảng 1.4 m. Đoạn cuối của ống dẫn chính được nối với 3 ống xả nhỏ, mỗi ống dài khoảng 2 m. Cuối các ống xả nhỏ này được nối bằng cao su để tránh sự tác động của nước biển. Đoạn cuối cùng của ống xả thải chính được công ty này đặt sát đáy biển và chôn lấp. Ai, ai gây nên niềm đau ấy, ai gieo vào lòng biển cái chết hôm nay. Biển là bạn giờ thành mối hiểm nguy, vì ai hãy nói đi. Ôi, ai xây nên nhiều nhà máy, nhưng môi trường hủy hoại thì đâu nghĩa chi. Cháu còn bao đời sau, về đâu cuộc đời con có bao lâu. Trả cho tôi đây con sóng chan hòa, miền Trung đơn sơ nhưng êm ấm những mái nhà. Trả cho tôi cạn trắng xóa bàn chân, xa khơi con thuyền mang về đầy khoang cá tôm. Biển xanh êm đềm cùng chào đón giữa mênh mông. Nhìn những phản thịt như thế này, bằng mắt thường, người tiêu dùng không thể phân biệt thịt nào là thịt bẩn khi đã tẩm hóa chất với thịt tươi sạch. Để biến những miếng thịt thối thành thịt tươi, một số chủ kinh doanh đã sử dụng loại hóa chất có tên là Sampet. Sampet có màu trắng mịn, không mùi, dễ tan trong nước, đóng trong các túi ni lông với trọng lượng 1 kg. Chúng tôi đã mua được loại hóa chất thần kỳ đó và trực tiếp làm thực nghiệm với miếng thịt đã để thối rữa. Để kiểm chứng thực hư sự thần kỳ của loại bột này, chúng tôi đã mua 4 lạng thịt để trong túi ni lông, treo ngoài trời suốt 2 ngày để thịt ôi, xám đen và bốc mùi hôi thối, rồi tiến hành thực nghiệm với loại bột làm tươi thịt.
theo đúng chỉ dẫn từ phía người bán hàng. Chúng tôi pha một thìa chất bột trắng nói trên, quấy tan trong nước rồi ngâm thịt vào. Khoảng 5 phút sau, miếng thịt khi đã lấy ra đã trở nên hồng, tươi như lúc mới mua, hoàn toàn không còn mùi hôi. Nhìn bề ngoài, không thể biết đây là thịt thối, đã được làm mới lại bằng thứ hóa chất độc hại kia. Cái nitrat, nitrit thì nó vào đây thì nó biến cái màu đen ấy, trong cái này đấy màu thâm đen ấy, nó biến thành màu hồng, tức là mà thành màu đỏ. Vì thế là người ta cảm giác mà thịt nó tươi, về nguyên tắc thì tươi, vừa mới chết ra thì cái hemoglobin nó vẫn còn màu đỏ, màu của hemoglobin. Khi nó chuyển thành cái màu đen, tức là nó đã thịt nó cũ rồi. Và đồng thời cái này nó cũng là một chất diệt khuẩn rất là tốt, cũng tẩy mùi đi, thì nó cũng sẽ làm sạch mùi. Gần đây, việc các cơ quan chức năng liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển, kinh doanh thịt bẩn với số lượng lớn đã làm người tiêu dùng hoang mang, lo lắng. Đây là nỗi khiếp sợ cho người tiêu dùng khi biết rằng những miếng thịt bẩn kia sẽ trở nên tươi ngon khi chúng được các chủ hàng kinh doanh ngâm trong hóa chất độc hại. Nói chung là chúng tôi là người tiêu dùng hàng ngày ấy mà có những cái hiện tượng như thế chúng tôi rất bất bình. Tại vì người ta chỉ vì những cái lợi nhuận như thế mà ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của nhân dân. Nghĩa là chúng tôi là có gia đình có những cháu nhỏ ấy. Mà thực ra là ăn thịt lợn nhiều chúng tôi cũng rất sợ. Đấy, chúng tôi chuyển các cháu sang ăn những cái cua này, tôm này, cá, đấy, mấy thịt bò. Trước thì tôi hay ăn lắm đấy. Nhưng mà khi mà nghe cái tin ấy là tôi cũng cảm thấy rằng nó cũng hơi lăn tăn. Thành ra là tôi cũng, dạo này tôi ít ăn hơn. Theo thống kê của ngành y tế, hiện việc nhiều bệnh tật gia tăng, trong đó có bệnh ung thư có một phần nguyên nhân từ việc người dân sử dụng thực phẩm nhiễm hóa chất, độc tố. Thiết nghĩ, trách nhiệm của các cơ quan chức năng có các chế tài xử lý nghiêm, đủ mạnh đối với những kẻ vô tâm kinh doanh thực phẩm độc hại là một vấn đề cần phải làm ngay. Đã vào được bên trong, quả nhiên có gần 10 công nhân đang thực hiện hành vi đưa tạp chất vào tôm. Một dây chuyền kim bơm được đầu tư có gần 30 ống bơm. Tạp chất lần lượt được đưa vào thân, vùng giáp ức với thân, phần đuôi tôm sú. 1 kg tôm sú, sau khi bơm tạp chất vào sẽ tăng trọng lượng lên thành 1,1 kg hay 1,2 kg. Đồng thời, kích cỡ tôm cũng tăng lên. Khi kích cỡ tăng thì giá mua sẽ cao hơn. Mỏng ở trên con dao, mình cào nhẹ. Thì nay nó có tạp chất. Nghi vấn ban đầu với loại tạp chất này là agar hay còn gọi là rau câu, nhưng qua thử nghiệm thì không phải. Theo lời khai của chủ cơ sở thì loại tạp chất này có tên là CMC. Một bao CMC 25 kg này mua với giá gần 1,5 triệu đồng. Trên bao gói ghi rõ ràng xuất xứ từ Trung Quốc. CMC được hòa tan với nước cho ra một chất đặc sệt như thế này. Sau đó bỏ vào máy đánh cho nhuyễn. Và đây sẽ là thành phẩm tạp chất được bơm vào tôm. Chúng được cho vào một máy chứa, sau đó dùng máy nén áp suất cao đưa đến từng đầu dây bơm. Chỉ cần bắp nhẹ như thế này, tạp chất sẽ theo đường kim bơm vào tôm. Theo các cơ quan chức năng, việc dùng CMC đưa vào tôm là một hoạt động rất tinh vi của các đối tượng, vì CMC sẽ gây khó khăn trong việc lấy mẫu đối chứng để quy kết tội. Vâng, không chỉ có tôm mà nhiều loại thủy sản khác đang được tiêu thụ trên thị trường hiện nay cũng có nguy cơ kém chất lượng. Thực tế như thế nào thì xin mời quý vị hãy theo dõi tổng hợp ngay sau đây. Đây là mực ương. Mực ương sau khi rã đông thường nhũng, nhớt và bốc mùi hôi. Tuy nhiên, trải qua công nghệ tẩy bằng hóa chất công nghiệp lại giòn, trắng và khá sạch mùi. Hóa chất mà các gian thương thường dùng là oxy già công nghiệp. Với 1 kg mực ương, mua vào chỉ hơn 10.000 đồng, nhưng sau khi được phù phép bằng hóa chất để trở thành mực tươi ngon, thì lại bán ra có giá 50-60.000 đồng. Cuối tháng 3 vừa qua, một cá nhân sử dụng Facebook
đã chia sẻ những hình ảnh gây hoảng hốt về càng ghẹ được tiêu thụ hàng ngày trên thị trường. Hàng trăm kg càng ghẹ chứa trong các tảng đá lớn bị vứt bừa bãi trên sàn xi măng tại một nhà kho ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy chưa xác định được về việc có dùng hóa chất bảo quản hay không, nhưng tất cả đều trông vô cùng đen đúa. Bằng cảm quan, có thể thấy tất cả càng ghẹ chết đều đã được sơ chế, luộc qua, sau đó làm đông lạnh để bảo quản. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tác hại của việc tiêu thụ cua, ghẹ không còn tươi sống và thực phẩm đông lạnh lâu ngày là vô cùng nguy hiểm. Khả năng nhiễm khuẩn và lây nhiễm ký sinh trùng của cua ghẹ đối với cơ thể người rất lớn, đặc biệt là phụ nữ mang thai khi nhiễm khuẩn có thể sảy thai, sinh non. Thông tin từ Chi cục Quản lý Chất lượng và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới công bố, kết quả phân tích trong 3 tháng đầu năm nay cho thấy có 41 trên 143 mẫu thủy sản kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh chứa dư lượng hóa chất kháng sinh cấm. Các mẫu thủy sản được kiểm định chủ yếu là tôm, cua, cá tươi sống và cá khô. Các chất kháng sinh cấm được xác định là leucomalachite, enrofloraxin, triclafon. Theo Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2, leucomalachite được sử dụng trong ngành công nghiệp dệt, công nghệ thuộc da. Trong ngành thủy sản, leucomalachite được dùng để vệ sinh ao hồ nhằm diệt rong, tảo, nấm, ký sinh trùng. Thí nghiệm trên chuột cho thấy, leucomalachite có khả năng gây ung thư. Enrofloraxin là kháng sinh cấm sử dụng trong ngành thủy sản nhằm mục đích trị bệnh cho tôm, cá. Enrofloraxin được cho có nguy cơ gây đột biến gen, gây sảy thai. Triclafon là hóa chất dùng trong công nghiệp sản xuất thuốc trừ sâu, diệt côn trùng. Triclafon có độc tính cao, dễ hấp thụ qua da, nhiễm nặng có thể bất tỉnh, co giật, thậm chí tử vong. Vâng, qua những thông tin vừa rồi thì chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy rằng là trên thị trường thì các loại thủy hải sản thì đang chất lượng ngày một giảm sút, và như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc là sức khỏe của chúng ta cũng đang ngày một đe dọa, đúng không ạ chị Vi? Đúng thế thưa chị Tú Anh, nhưng tuy nhiên đối với nhiều thực khách thì những mùi vị hấp dẫn của các món ăn được chế biến từ thủy hải sản họ vẫn bị hấp dẫn rất nhiều. Chính vì thế mà các quán ăn thủy hải sản tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn đông khách. Dọc các tuyến đường về đêm tại Thành phố Hồ Chí Minh mọc lên khá nhiều các quán ăn thủy hải sản. Những quán này luôn đông khách. Sự đa dạng của các loại thủy hải sản cùng với đó là sự hấp dẫn trong cách chế biến nên những món ăn này luôn là sự lựa chọn của nhiều người. Điều đáng nói ở đây là nhiều người trong số họ dù không ai chắc rằng những món hải sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng họ vẫn sử dụng vì thói quen và sở thích. Tôi thường ăn hải sản lắm, nhất là mấy cái món nướng thường xuyên hả. Tôi cũng quan ngại về cái việc mà thủy hải sản bị tẩm hóa chất, nhưng mà ăn thì ăn thôi chứ không biết sao. Cũng không biết chủ lấy hải sản nguồn gốc từ đâu. Ăn là do tin tưởng vào chủ quán thôi chứ cũng không biết được. Mình chỉ ăn vậy thôi chứ thủy hải sản thì người ta là quán làm sẵn không ạ. Ăn mình cảm nhận cái gia vị người ta đem ném thôi, chứ còn cái về chất lượng tươi hay không thì cũng cảm nhận một phần thôi, chứ không biết rõ là nguồn gốc như thế nào. Thì cứ thấy người ta ăn thì mình ăn thôi, đâu có lo lắng nhiều đâu. Những món thủy hải sản sau khi chế biến với nhiều loại gia vị tẩm ướp gây khoái khẩu cho người ăn. Có ai biết chắc rằng chất lượng thực sự của chúng ra sao?